Ướp, bánh. Báo cá. Mày làm gì thế em? Mày lôi xuống hồ à? Rượu phê, dòng kiểu võ say này. Hay đấy. Rồi. Ôi. À. Câu cá chấm cỏ cũ hồ dịch vụ. Cách nhận biết tín hiệu phao và bắt nhịp phao làm sao cho đúng anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đi câu cá chấm cỏ cũ hồ dịch vụ. Giới thiệu với anh em đây là hồ câu Hùng Phượng ở tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc anh em ạ. Hồ này là khai trương được khá lâu rồi. Dưới hồ có rất nhiều cá chấm cỏ, nó chắc là khoảng được 3 tạ, trong 4 tạ gì chấm cỏ ở đấy. Còn một cá cũ, cá rất lâu rồi, cá va đòn rồi anh em ạ. Hôm nay đến đây mình thử sức bắt cá chấm cỏ cũ ở thời tiết mùa đông, xem là cá chấm cỏ nó ăn mồi như nào, tín hiệu phao là sao và cách bắt nhịp phao như nào để câu được chấm cỏ ở đây anh em nhé. Rồi anh em cùng xem mình câu hôm nay xem được mấy con. Anh em cùng chúc mình lên cá rực rỡ anh em nhé. Ok anh em. Có cá và ăn mồi là sẽ tỏa hương liệu ra là sẽ bắt được cá, có gì đâu, không có gì khó cả. Có gì khó hết. Phập phình phao mình chán chê, nó quẩn cái đàn đấy sao? Cứ phập phình phao suốt. 20 con của anh, 20 con của chú. Đấy, xuống đi. Đúng không? Ui, lại chịt kìa. Ăn nhỉ? Ăn đẹp thế mà xịt kìa. Khó hiểu quá. Em có tắm mà, đây cá của em nó chưa ăn thôi. À, bởi anh chỉ vẫn có tắm lúc nãy mà. Ý, đây này là lực mặt tiếp này. Đấy. Kệ nó quá ổn là kệ nó em ạ. Cứ cá nó ổn là yên tâm rồi. Thì nó phải mút, mất hình lên mà xem. Không phải lo nghĩ, cứ ngâm tí cũng khá ăn. Yên tĩnh khá ăn. Đúng không? Nhớ cứ bỏ lên. Thế là không? Và phao hơi động lại lên xuống hơi mím mím một tí xong mím ngay bỏ im cho mày ăn thật sâu rồi anh. Xuống quyệt xuống thế đều đấy xuống bay lên quyệt thế mới nào im cho mày ăn không kích thì im. Kích động sợ chạy mất, nó đang thăm dò kích là nó chạy ngay đấy, xuống đi xuống vẫn quẹt vẫn thăm dò đấy, khó hiểu quá vẫn đi qua quần quần thăm dò ấy. Kệ mày thăm dò chán đi xong ăn đi thăm dò thì yên tâm ăn đi ngậm cái đàn vào ăn đi xuống đi xuống ấy nào bay lên xuống. Báo cá đè à, đè đấy là đè à, ở bên bật đè à bên. Tao biết mày thăm dò tao rồi mà tao thăm dò lại mày ngay. Vô tay dài ơi, đè nó phải chuẩn láo với anh à. Dám láo với anh à, chúng cỏ này láo à. Đây láo với anh nha, nó thăm dò mình anh em ạ. Rất láo, thăm dò mình phải thăm dò lại nó ngay. Cũ hay mới thì đều vào vợt hết. Ây da, ái da, khỏe phết anh em ạ. Cá rất khỏe luôn, vách mõm 12 giờ. Cứ bình tĩnh, không phải vội gì hết. Cá to, mướt mượt luôn anh em nha. Vào vợt thăm dò anh à, quyệt quạt chán chê anh không hiểm đánh mày. Mới cả cu à, cu mỏ neo chùm mỏ neo đây, cu chùm mỏ neo đây người rồi, cá cu của người mới của ta được. Thảo án thăm dò anh láo
Đấy, anh em thấy không? Cá thăm dò mình thăm dò lại nói anh em nhé. Đừng có vội vàng đánh nhịp lên hỏng hết bánh kẹo. Đừng nghe, đừng đến thăm dò mình mà mình dao động anh em ạ. Ok. Món là được, yên tâm đi, không món đâu. Yên tâm. Món này không sợ món, chỉ sợ là do mình lỗi thôi. Không sợ món giật. Ăn đi. Mấy con chó mình dám thăm dò nhau. Nào thật đấy. Sáng ngày là mình hơi vội. Mình hơi vội vàng với các em tí. Nhưng em không được sướng. Bây giờ anh đánh cho thật chắc, thật sâu rồi. Không sướng rồi. Sáng để thao thấp. Cho vào tí là anh đánh liên tục. Đâm nó hỏng hết đến kia. Thế là như nào? Nóng ruột rồi. Báo mất hình rồi, phải phang rồi. Để báo cáo ngay. Lại con nữa rồi, chỉ bị lên tờ bờ rồi. Mút đi, mút đi. Cái quạt gì quẩn gì. Lại thăm dò anh tiếp nữa à anh em. Nhiều cái ta chưa muốn nói đâu. Cứ thăm dò anh đi. Anh để cho chú thăm dò thoải mái. Cứ thăm dò vần vần mãi làm anh sốt ruột. Gốc, bành. Báo cá. Mày à, giật à, giật mấy anh à. Quá tuyệt vời. Đi ăn thôi. Ôi giời, gặp anh gì mà phải khác chị. Mà phải khác bọt chị. Camera nó khác. Và cân thủ nó khác chị. Ôi giời. Phải biết múa kìa. Anh em thấy ghê, nó thăm dò mình rất là ghê anh em nhé. Nó thăm dò mình suốt bao nhiêu nhịp mình không đánh anh em ạ. Cá rất là đểu, cá hồ này. Từ anh lăng lái ra. Mày to đấy. Mày làm gì thế em? Mày lôi xuống hồ à? Ghê thật đấy. Lôi ghê thật đấy. Lôi tí xuống hồ. Ghê thật đấy. Khỏe nhỉ? Khỏe thế nhỉ? Ôi, đen đen đi sao? Đen. Đen mắt, đen mắt. Đen mắt. Đen tất cả mắt anh em ạ. Ôi, rượu phê, dòng kiểu võ say này. Hay đấy. Rồi. Ôi. Ôi, mệt quá, con này phải 7 cân. Con này to nha. Đây. Con to. Khỏe thật đấy, cá này lưu mấy bao ngày, 3 năm rồi, khỏe thế chứ. Hôm nay cho nắng, mai nắng đẹp đều là mai ăn đẹp. Nhưng mà mai ổn định hơn nay nhiều. Bành, ốc, bao cá. Mày à, bữa ấy. Ấy nhả. Chạy đâu? Ô, chạy đâu. Ô. Đang điện thoại thì mày lại ăn à? Hả? Láo thật, rình anh suốt từ nãy giờ. Cứ phập phào phều ấy. Khỏe, còn cá to à? To, khỏe thật đấy. Ai giả phê, phê đấy. Phê lắm anh em ạ. Quá tuyệt vời. Phải lắm anh em ạ, nó rình mình ăn lúc đang điện thoại, nó nhắn tin điện thoại nó ăn. Láo lắm cá.
cá cú nó khôn, toàn nhìn người để ăn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi, ôi, đấy, quay với cá đây. Ui, cá khỏe thế này, cá khỏe như kiểu cá nuôi 10 năm rồi đấy. Ôi trời ơi. Ui. Cứ bảo là rượu nhiều quá, thằng đúng cho mình cũng rượu nhiều lắm. Nó lừa mình sao ấy. Nó chưa bài lừa mình để say để nó không cho mình câu. Ảo thật đấy. Ấy. Đánh vỗ say. Đó, to đấy. To lắm. Này là còn 5:30. Đánh toàn đúng nhịp rồi. Xuống. Xịt rồi. Nó quạt. Nó quạt phoi lên. Cứ độ rừng nên là giật luôn. Thế mà không được. Ba con, đứt một con tại chạy ổ. Đứt chục một con tại ổ, giật trượt 5 phát tại ổ. Mất ổ luôn. Cá ăn khó. Nó ăn rất đều, nó vào ăn thăm dò trước. Xong nó mới ăn. Mà mấp nhẹ cái xong hơi bành gì. Cứ vào ăn 3-4 phát thì nó mới ăn thật. Nó ăn khổ lắm, bập cái bỏ. Lúc sau lại bập cái bỏ. 3-4 phát bập thì nó quay lại nó mới ăn thật. Đó, thế. Mặc vào cứ quần quần bơi qua bơi lại chán, phà phều chán chê xong lại ăn phục phát. Đấy, sáng ngày thụt thụt đẹp, cực kỳ luôn, phập, giật vứt xịt. Ăn cuốn thật đấy. Cũng ăn cơm mất một con nó trụng rồi. Quá, nó đổ suốt luôn đấy. Ôi, bổ kia nó chạy kìa, bổ kia nó chạy kinh không nhỉ? Ôi dồi ôi, chạy dã man không? Ôi, chạy kinh rồi, ôi dồi ôi, mạnh động, chạy kinh thế nhỉ? Nó lần vẩn ngoài ổ. Phải nói là câu cá thời tiết mùa đông cực kỳ khoai anh em ạ. Cá thì toàn cá cũ, số lượng cá thì ít, mà nó ăn rất khó chịu anh em ạ. Nó ăn đa số cá cũ nó ăn thăm dò, nó khẽ mấp cái nó bỏ, mấp cái sau bỏ, sau 4-5 lần và mấp mồi như thế nó mới ăn thật anh em nhé. Như vậy là khi câu cá chấm cỏ trong mùa đông thì anh em cần tập trung thật cao độ để anh em bắt nhịp phao cho chính xác nhé, giật cho chuẩn. Nhưng sáng ngày mình bắt nhịp phao sai là nó ăn mấp cái mình giật luôn. Mình đoán là cá mùa đông nó nhẹ mấp cái là mình giật rồi, nhưng mà nó là sai hết nhịp, nó ăn thử rồi, ăn thăm dò thôi anh em ạ. Giờ mất 5-6 nhịp như thế là mất 5-6 con rồi. Và sau lúc mình đi ăn cơm buổi trưa, đi ăn cơm thì bạn cameraman, bạn không ăn cơm, bạn ngồi cần thì bạn giật một con rất to, mất chục luôn anh ạ, mất chục. Rất là tiếc. Do vậy hôm nay không được nhiều cá, không thành công lắm nhưng cũng về bờ anh em ạ. Đây anh em cùng xem cá của mình nhé. Hôm nay mình được có 3 con, chính thức 3 con thôi, mặc dù chưa hết giờ đâu nhưng mà cũng là thành công rồi anh em ạ. So với trên mặt hồ thì anh em hầu như móm hết anh em nhé. Ok anh em xem cá của mình đây. Còn 2 con sao đây? Mất được con rồi đấy. Ôi, túi đây có rách không ạ? Đây, bàn rất to. Mình đi chợ thôi anh em nhé. Ông mua cá luôn, mình bán 250 một con nhưng mà thôi. Ông tình cảm bớt ông 50, còn 200 một con, 700. Ba con ra phải được. 750. Không. Đổ vào đi, đổ vào. Ba con là 750 nhưng mà thôi, tính 700. Không được à? Đổ ra bắt được con 1 vào. Rồi. Con này. Con to không thấy không? Con trên 5 cân hết đấy. Nói chung là phê anh em ạ. Chúc ông về có những bữa liên hoan cá thật ngon ông nhá. Dạ. Con mình xem từ giờ hết giờ xem kiếm được con nào nữa thôi anh em ạ. Giờ chưa hết đâu, nhưng mình có câu nốt nữa. Thì ông đến ông mua cá thì mình bán luôn. Đi chợ sớm, về sớm anh em ạ. Báo cá. Quá hay. Bành à, xuống. Báo cá. Đen đấy, có đồng đen. Không phải đen. Bành lên à, láo à. Mày bưởi. Bành lên anh em ạ. Không còn xào ổ, con xá không còn xá em ơi, đang nhiều ngô. Như vậy là đã hết cá câu anh em ạ. Sau khi mình đi chợ cá thì mỗi anh em mình lại bắt được một con nữa. Là tổng hôm nay là anh em được 5 con chấm cỏ anh em nhé. Và bọc trượt khá nhiều, anh em xem sao thấy rồi đấy. Nhịp phao nó rất là khó chịu, anh em phải tập trung anh em nhé. Cách
nhận biết phao là phao nó mím cái thì bỏ qua, phao nó mấp mấp cũng bỏ qua, và nó hơi mím xuống và hơi bềnh lên cũng bỏ qua anh em nhé. Chờ tí nữa phao nó phập phập rõ ràng, hoặc là hơi bềnh lên hoặc phụt xuống thật mạnh rõ ràng thì anh đánh. Cách nhận biết cái nhịp phao như thế và cách bắt nhịp như thế thì mới bắt cá được anh em ạ. Mình lúc sáng mình bắt nhịp không đúng nên là bị trượt 5 phát liền liên tiếp, trượt 5 phát liên tiếp nên là mất ổ anh em ạ. Và rất tiếc là buổi trưa chúng tôi ăn cơm thì chú em Caramel ôm cần thì là tức chụp em một con tại ổ, tôi phải mất ổ. Sau mãi chiều mình gọi mãi cá nó mới vào. Ok, như vậy là thành công rồi anh em ạ, không được giữ dữ lắm nhưng mà cũng mất ổ. Anh em xem video nhớ thấy hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ video anh em nhé. Đặc biệt anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Mỗi Cá Hồng Vương anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn lại video sau nhé. Bye bye anh em.